Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe dở của em ạ Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Video này em sẽ cập nhật cho anh em về giá xe Tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại Cho chiếc xe Kia Seltos tốt Cho cả 4 phiên bản Khi mà sang tháng 1 năm 54 này Chiếc xe Kia Seltos tốt nó được tăng cường thêm khuyến mại bằng tiền mặt ạ nhưng mà đã hết hỗ trợ phí trước bạn 500 rồi Vậy tổng ăn bánh cho bầu phiên bản này Sau khi mà hết hỗ trợ phí trước bạn 500 là bao nhiêu Thì em sẽ giới thiệu cho em một cách chữ cụ thể ạ Còn anh mà chưa đăng ký kênh của em Thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe giờ cũng chuyên về giá xe Tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok em đi vào chi tiết từng phiên bản ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Sato Bản 1.4 Bản PMM ạ với giá miết của chiếc xe hàng là 709 triệu. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 1 năm 54 này thì đại lý Trung em đang bán với giá đa là 694 triệu ạ. Tức là đang giảm giá cho anh em là 15 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Kia Seltos bản 1.4 Pare này là nó đang là 802 triệu ạ. Còn tỉnh thì đang là 769 triệu. Tỉnh áp thuế trăm thì là 783 triệu. Và ở Tây Minh thì là 788 triệu ạ. Còn anh em giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy quyết định cho em hoặc nhắn đi Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất trường em nhá. Ok, tiếp theo thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Seltos tốt, bản 1.6, bản Premium ạ. Với giá miết của chiếc xe là 699 triệu khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại trong tháng 1 này. Đại lý Trung An bán với giá đang là 684 triệu, tức là đang giảm giá cho anh em là 15 triệu tiền mặt. Vậy thì chiếc xe xe tốt bản 1.6 này, lá đồ đang là 790 triệu, còn tỉnh thì đang là 757 triệu, tỉnh áp thuế trăm thì đang là 770 triệu. Và ở Tây Minh thì đang là 776 triệu. Ở dưới phần mô tả em có một đờ đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi giá xe Tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp Lát số hàng như nào Thì anh em đều em tin Như là tên, địa chỉ, số điện thoại Loại sao quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Đều là thông tin chi tiết nhất Cụ tính nhất và chính xác nhất ạ Tiếp theo thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Sao Tốt Bản 1.4 Luxury ạ với giá miết của chiếc xe hàng là 649 triệu. Sang tháng 1 năm 54 này thì đấy chúng em đồng bàn với giá đang là 634 triệu. Tức là đang giảm giá cho anh em là 15 triệu tiền mặt. Vậy thì chiếc xe xe tốt bản 1.4 Luxury này là nó đang là 734 triệu. Còn tỉnh thì đang là 702 triệu. Tỉnh áp thương trăm thì là 714 triệu. Và ở Tây Minh thì là 721 triệu ạ. À. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí chưa đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm sự ạ. Ok, tiếp theo tiểu cho anh em về một chiếc xe Kia Seltos xe bản 1.4 bản Deluxe ạ. Sang tháng 1 năm 24 này thì bản Deluxe này còn rất ít xem nha. Hầu như các đại lý là không còn xe đâu ạ. Với giá miết của chiếc xe này là 604 triệu sang tháng 1 năm 54 này thì lấy chung em đang bán với giá đang là 589 triệu tức là đang giảm giá cho anh em là 15 triệu tiền mặt Vậy thì chiếc xe xe tốt bản 1.4 bản đến lớn này nó đội đang là 682 triệu còn tỉnh thì là 651 triệu tỉnh áp tuyến trăm thì là 662 triệu và ở Tây Minh thì là 670 triệu ạ Ok, vậy sau này em giới thiệu cho anh em về giá xe Tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại Cho cả bốn phiên bản của chiếc xe Kia Sao tốt Rất là chi tiết có thể rồi Vậy sau này xin phép em sẽ dừng vào đây Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhá Để sẽ cập nhật về giá xe tổng dòng xe của Kia Cũng như các xe khác nhau Để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất Ok, xin phép em sẽ dừng vào đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn các bạn, các bạn.